bus. Căn bếp nguy hiểm. Mùi thơm quá đi. Hai bát mì đặc biệt của nhà hàng chúng tôi đây. Wow, trông ngon thật. Ông Panda, mì của ông lúc nào cũng thật đặc biệt. Đó là nhờ nước sốt cay đặc biệt của chúng tôi. Sốt cay đặc biệt ư? Đúng vậy, đây là công thức từ đời ông của ông nội cháu cơ đấy. Đúng vậy ạ. Xin một bát nữa. Nếu ta có được công thức sốt cay đặc biệt đó, ta cũng có thể làm được món mì đặc biệt này của họ. Thật tuyệt vời. Một bát nữa đi ông Panda. Ôi, sốt cay của tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta vào xem thử đi. Ông Panda, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrado, sốt cay đặc biệt của tôi bị mất rồi. Gì cơ? Nó đã được các bậc cha chú truyền lại cho tôi. Giờ thì nó biến mất rồi. Xin hãy giúp tôi tìm lại nó với. Đừng lo, không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải được. Nếu nó bị đánh cắp thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết quanh đây. Dobby, chúng ta hãy chia nhau ra tìm thử xem. Ha, kẻ trộm. Đây là bột thôi. Hả? Dấu chân ư? Có vẻ như tên trộm đã đột nhập vào đây bằng cửa sổ. Hả? Không thể tin được. Tôi sẽ bắt được tên trộm này. Đợi đã. Tên trộm có thể vẫn còn ở đây. Gì cơ? Nhìn này, không có dấu chân của tên trộm ra khỏi đây. Vì thế chắc hẳn tên trộm trốn ở đây. Người không thể trốn ở đâu. Bắt được người rồi. Đứng lại ngay. Anh khỉ là anh à? Không phải tôi. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhìn trộm xem anh làm mì như thế nào thôi. Tôi không ăn trộm sốt cay của anh đâu. Các anh có thể lục soát tôi nếu muốn. Nếu không phải do anh khỉ, vậy thì nó ở đâu được nhỉ? Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi mì cay. Theo tôi nào. Mùi hương phát ra từ đây. Trên tầng có một căn bếp nữa. Đi nào, chúng ta phải nhanh lên. Cà chua, cà rốt, nấm, dưa chuột. Ta là đầu bếp tuyệt nhất thế gian này. Wow, ngài bếp trưởng. Sốt cay đặc biệt. Đây ạ. Đây là tiếng con gái của tôi. Nhanh lên. Cẩn thận đấy.
phải đưa cháu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta không được chơi ở trong bếp. Trong bếp có rất nhiều vật dụng sắc nhọn, nước sôi và các đồ điện gia dụng, và chúng có thể làm cho các bạn bị thương. Ngoài ra, các vị phụ huynh hãy luôn chú ý tới các con của mình khi chúng ở trong bếp. Bé Thiên Nga mất tích. Mẹ ơi. Ôi không. Này cháu bé, cháu không sao chứ? Cháu bị lạc mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Cháu đừng khóc nữa, bọn chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé. Đừng lo, không có vụ án nào là chú không thể phá được. Cháu này, tên cháu là gì? Tên cháu là Gray. Còn tên của mẹ cháu là gì? Là mẹ ạ. ý chú là tên thật của mẹ cháu cơ. Là mẹ thật mà. Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? Là 7777777 A và 3. Alo. Xin chào, bà có phải là mẹ của Gray không? Cái gì nhỉ? Gray. Cái gì? Cái váy xám của bà đến rồi hả? Không có gì ạ, chào bà. Gray này, cháu có chắc là 77733 không? Cháu không nhớ ạ. Vậy thì cháu có nhớ địa chỉ nhà không? Không ạ. Cháu chỉ nhớ cạnh nhà cháu có cái hồ rất to. Hồ ư? Có một gia đình ngỗng sống ở bên cạnh cái hồ đó đấy. Tốt, chúng ta hãy đến nhà họ hỏi xem. Ai đấy? Đợi một lát. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được anh không? Bác ngỗng, tất cả các cháu nhà anh đều đang ở nhà chứ? Dĩ nhiên rồi, chúng ở nhà với tôi cả mà. Tập hợp, tất cả tập hợp. Ai đấy? 1, 3, 5, 2, 6, 7. Hả? Tôi có 6 đứa thôi mà. Sao lại thành 7 rồi? Gray đâu rồi? Cháu nào là Gray? Tất cả xếp hàng. Đây cháu với. Chú bắt được Gray rồi nha. Chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Được kem mơ mơ, cháu rất thích kem mơ mơ. Gray, mẹ cháu với cháu thường đến đây mua kem mơ mơ đúng không? Thế chúng ta cùng hỏi thử xem. Chào anh, tôi giúp gì được ạ? Cô bà, cô có nhận ra bà Gray này không? Gray à, cháu làm gì ở đây thế? Mẹ cháu đang đi tìm cháu kia kìa. Tôi đi hướng nào vậy? Hướng kia kìa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô Thiên Nga, hóa ra Gray là một bé Thiên Nga. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ cháu mất tích rồi. Cô ấy kia kìa. Con tôi đâu mất rồi? Con ơi. Xin lỗi. Xin lỗi cho tôi qua. Chúng ta không thể đuổi kịp cô ấy được. Chúng ta phải làm sao? Tôi có ý này.
Thiên Nga! Cô Thiên Nga! Cảnh sát trưởng Labrador! May quá! Cô hãy nhìn đằng kia đi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ba con tôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con yêu ơi! Con ơi! Con đi đâu thế? Mẹ đã rất lo cho con! Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn! Các bạn nhỏ, khi các bạn ra ngoài cùng với ba mẹ, hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh ba mẹ của mình. Và nếu chẳng may bị lạc, hãy ở tại chỗ và chờ ba mẹ mình. Hoặc hãy tìm sự giúp đỡ của các cô chú cảnh sát. Hãy ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ và địa chỉ nhà mình nhé. Bạn gấu koala mất tích. Bé vịt, bé thỏ, bé gấu koala. Gấu koala, bạn gấu koala đâu rồi? Hôm nay nóng quá. Dobby, cậu sẽ cảm thấy mát hơn nếu cậu thư giãn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là cô cựu trưởng mẫu giáo. Tôi bị lạc mất một bé học sinh, là bé Koala. Xin hãy giúp tôi. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Nóng quá. Cô cựu, cô phát hiện ra bé Koala bị mất tích từ khi nào? Khi tôi điểm danh các học sinh sau khi xuống xe thì phát hiện ra là đã lạc mất cháu bé. Tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu rồi. Các cháu nhỏ, các cháu có nhìn thấy bạn Koala trên xe buýt không? Cháu có thấy ? Cậu Koala lúc nào cũng ngủ gật trên xe buýt ạ. Vậy chắc chắn cậu bé vẫn còn đang ở trên xe buýt. Hiện giờ xe buýt ở đâu? Xe thường được đỗ ở bãi đỗ xe sau khi đã đón và trả hết các cháu học sinh. Liệu cậu bé còn ở trên xe không? Chúng tôi sẽ tìm ra cậu bé, đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Đây là bãi đỗ xe của nhà trường. Bác tài xế bò chắc hẳn là đang ở gần đây. Thấy rồi, bác bò ơi. Bác bò. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các anh nhầm người rồi. Tôi là Châu mà. Bác bò có mái tóc dài hơn tôi nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bác ấy có thấy đường để mà lái xe không nữa. Vậy anh có biết bác bò đang ở đâu không? Tôi không biết. Xe của bác ấy không có ở đây. Đây là lịch trình xe buýt của trường. Đây là biểu tượng của cửa hàng cắt tóc cây kéo vàng. Bác bò có lẽ là đi cắt tóc ở đây rồi. Đi nào. Nóng quá. Mình đang ở đâu đây? Mình không thể ra ngoài được. Cứu với. Có ai không?
hả? Đó là gấu koala. Cậu ấy bị kẹt trong xe buýt. Ôi không, cậu bé bất tỉnh rồi. Chúng ta phải tới đó cứu cậu bé ngay. Ôi không, chúng ta bị kẹt rồi. Chúng ta phải chạy ngay. Đi nào. Gấu koala, hãy gọi xe cấp cứu ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các lái xe và các vị phụ huynh cần phải cẩn thận, không được để các bé ở lại trong xe một mình. Nhất là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe có thể trở nên rất cao và sẽ gây nguy hiểm cho các bé. Và các bạn nhỏ cũng phải luôn chú ý để xuống đúng bến của mình. Nếu các bạn bị kẹt ở trên xe, hãy cố gắng tiến đến ghế lái và mở cửa xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy nhớ những quy tắc này nhé.